A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chính phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ông địa ông thần tài ông bà đất đai nhân trạch nhà chú thím ba. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, với lòng thành kính con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi thắp nén tâm hương đốt ba điếu thuốc, con nguyện xin ông địa ông thần tài nhà chú thím ba đầu năm mới ban phước ban lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh giác lợi quy lốc của con năm mới có được đồng ngân đồng ngọc, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, và con xin ông ban cho một tài sâm may mắn, một tài sâm có được cái lộc trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết ngày mùng 3, để cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch nhà chú thím ba linh thiêng xin ban cái phước cái lộc cho một tài sâm để có được cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con, mọi người tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng, xin ông độ ban cho có cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Độ cho tại thành phố Đồng Tháp ngày mùng 3 Tết, xin ông độ cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc thật sự may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi, xin ông địa ông thần tài ban cho một tài sâm có được cái lộc may mắn chính xác để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ông địa ông thần tài, xin ông độ cho một tài sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn để cho bà con cô bác trên kênh của con này cũng được hưởng cái lộc. Đọc số tài sâm dương, số tài sâm dương luôn. Số tài sâm con quay vào trong con trình lễ, con xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch nhà chú thím ba linh thiêng xin độ cho số tài sâm này có cái lộc lớn ngày thứ hai trùng khớp với đầy thành phố Đồng Tháp, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc ngày mùng 3 Tết. Con xin ông địa ông thần tài, và con cũng xin ông độ cho ngày hôm nay về trước Đại Tiền Giang Kiên Giang để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc ngày hôm nay mùng 2 Tết và ngày mai mùng 3, trúng ngày trúng giờ. Xin ông độ do về đầy thành phố Đồng Tháp Cà Mau để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con có được cái lộc. Bà con nào tham khảo sớm hôm nay Đại Tiền Giang Kiên Giang đều được hưởng cái lộc may mắn từ số tài sâm này. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin ông địa ông thần tài, xin ông độ ban cho giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Cú xin ông địa ông thần tài, xin ông ban phước ban lộc ngày đầu năm mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng năm mới. Xin ông ban cho số tài sâm chính xác để cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin ông địa ông thần tài, xin ông ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quấn chào tất cả bà con cô bác ha. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo được bình an ha, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi thành tâm nguyện cầu xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch độ cho bà con cô bác cái lộc thầy sâm. Ông địa ông thần tài chú thứ ba rất linh thiêng. Bữa giác lợi sinh số thầy sâm, bà con thấy không, về chính xác không? Ta năm 38 đó, năm 38 năm 83 về rực rỡ cho bà con, bữa trước bữa sau về cũng liên tục. Giác lợi hôm nay giác lợi đủ phước đức nhân duyên, giác lợi tiếp tục xin cái lộc cho bà con ha, ngày mùng 3 ha, ngày mùng 3 Tết ha. Và giác lợi cũng có cái linh tính là số thẻ sâm này giác lợi úp lên sớm thì bà con nên tham khảo trước ngày hôm nay dùm cho giác lợi ha. Đại Tiền Giang Kiên Giang. Ngày bà con nào mà không thích thì ngày mai trúng ngày trúng giờ bà con mua, còn không thì bà con nên tham khảo trước cho giác lợi ha. Đại Tiền Giang Kiên Giang và đêm có miền Trung, bà con cô bác giác lợi có cái linh tính số tài sâm này hôm nay sẽ về trước rước rỡ cho bà con cô bác nha. Rồi ngày mai trúng ngày trúng giờ thì bà con nào tham khảo sớm thì sẽ được cái lộc. Nếu bà con không thích thì để ngày mai trúng ngày trúng giờ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả bà con cô bác anh chị em chúng ta năm mới gặp nhiều điều thuận lợi hơn, may mắn hơn trong công việc cũng như trong sự nghiệp ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng mong rằng bà con cô bác cô anh trên kênh xem kênh luôn được niềm vui an lạc, xem kênh nhớ chia sẻ ủng hộ kênh giúp giác lợi. Người ai chưa đăng ký xin đăng ký và nhấn vào cái chuông, cũng như cho giác lợi một lượt like kênh, chia sẻ kênh
giúp kênh Giác Lợi ngày càng phát triển. Giác Lợi thành tâm nguyện cầu chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo lúc nào cũng may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Bước qua năm Giáp Thìn, bà con cô bác anh chị em được nhiều niềm vui an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi xin được cái lộc mà về trúng ngày trúng giờ thì Giác Lợi cũng rất là mừng. Giác Lợi cũng mong rằng Giác Lợi đón nhận số tài sâm này trình cho bà con xem ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch nhà chú Thiếm Ba linh thiêng. Hôm nay với lòng thành kính con thành tâm xin cái lộc số thể sâm này, con cũng xin ông độ cho ngày hôm nay về trước Đại Tiền Giang Kiên Giang cho bà con được hưởng cái lộc lớn ngày hôm nay và ngày mai trúng ngày trúng giờ. Ông độ cho về đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau để cho bà con được cái lộc ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 được rực rỡ. Bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn từ số thể sâm này. Con xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch nhà chú Thiếm Ba linh thiêng, xin ban cái phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin ông địa ông thần tài, xin ông bà độ cho có cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm đón nhận số thể sâm. Số thể sâm là số 08 nha bà con. 08 sâm dương. Sâm thì có âm có dương ha. Sâm thì có âm có dương. Sâm số 08 ha. 08. 08 số 08 ha. Là đầu năm xin được số thể sâm số 8 đuôi là thấy có giờ mừng rồi. Số 8 là lộc ha, lộc phát phát lộc ha. Có số 8, số 6 rồi. Rất là tốt ha. 08 08 rất là đẹp ha bà con ha. 08 bà con nên ghép dùm cho Giác Lợi là 208 hoặc là 308 tùy bà con ha. Giác Lợi thứ hai Giác Lợi ghép 208 hoặc là 2 3308 380 ha. 0880 nha. 0880 nha bà con ha. Mô A Di Đà Phật. 0880 nha. Và con cô bác anh chị em nhớ nha, 0880 ha. Và con cô bác anh chị em nhớ nha, 0880. Rồi. Giác Lợi cũng nguyện cầu xin cho bà con cô bác số thể sâm là 0880 về trúng ngày trúng giờ để bà con được cái lộc. Thì bà con nào thích thì tham khảo trước ngày hôm nay Đại Tiền Giang. Đại Tiền Giang ngày hôm nay bà con ghép dùm cho Giác Lợi 308 đi ha. Đại Tiền Giang Kiên Giang mà Đà Lạt thì bà con nào thích tham khảo trước ngày hôm nay thì ghép cho Giác Lợi là 308. Còn ngày mai thứ hai thì bà con cũng ghép cho Giác Lợi là 308 đi. Số 2 đầu nó ở sau nó chẳng rồi. Rồi số 2 đầu phải lẻ mới được. Bà con ghép 308 dùm cho Giác Lợi ha. 308, 380. Bà con nên ghép 308, 380 nha. Chứ ghép 2 đầu nó chẳng hết rồi. Không, nó không có đẹp. Bà con ghép 308, 380 dùm cho Giác Lợi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Giác Lợi cũng mong rằng bà con cô bác khi xem kênh luôn được niềm vui an lạc. Ai thích tham khảo mua tờ giấy số thì tham khảo, còn không thích thì bà con xem với tinh thần giải trí ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi thành tâm nguyện cầu chúc cho tất cả bà con luôn an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chính phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại ngài thần hoàng vũng cảnh cùng các vị tôn thần, các vị thổ thần. Con kính lại chư vị thần địa thần tài, ông bà đất đai nhân trạch nhà chú Thiếm Ba sinh linh thiêng. Xin độ cho ngày hôm nay Đại Tiền Giang Kiên Giang về trước 308 308 và ngày mai thứ hai trúng ngày trúng giờ Đại Thành Phố Đồng Tháp khi ông độ cho về 308 luôn, để bà con cô bác nào tham khảo trúng ngày trúng giờ 308 đều được hưởng cái lộc lớn. Và hôm nay bà con nào tham khảo trước thì cũng đều được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin ông địa ông thần tài, xin ông bà đất đai nhân trạch nhà chú Thiếm Ba đèn trời soi xét linh thiêng ngày đầu năm năm mới, xin ông linh thiêng ông độ ông cho bà con được hưởng cái lộc từ số thể sâm 08. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin ông địa ông thần tài, xin ông độ ban cái phước cái lộc số thể sâm 08 có cái lộc lớn rực rỡ để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái là hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Được cái lộc lớn. Và ngày hôm nay chủ nhật ai tham khảo sớm cũng đều được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin ông địa ông thần tài, xin ông độ cho bà con cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Giác Lợi cũng thành tâm kính chào tất cả bà con ha. Chúc tất cả bà con cô bác trên kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo luôn được bình an ha, làm ăn luôn gặp điều may mắn nha. Chúc tất cả bà con cuối tuần may mắn, đầu tuần cát tường, làm ăn luôn tấn tới năm mới, sức khỏe thì an khang, là gia đạo thì bình an ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bước qua năm Giáp Thìn làm ăn mạnh như rồng ha, rồng bay cũng múa rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả bà con luôn an lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi cũng thành tâm xin kết thúc với giáo và hẹn lập lại bà con về dưới giáo sau. Con cũng nguyện xin chư vị thần linh, chư vị thần địa thần tài, ông bà đất đai nhân trạch đèn trời soi xét xin ban cái phước cái lộc ngày đầu năm để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc cái ân đức của các ngài độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.